Xin chào các bạn đã đến với Techmark Việt Nam, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp một sản phẩm mới từ Nokia. Và có thể đây sẽ là sản phẩm cuối cùng mà Nokia sẽ ra mắt tại Việt Nam trong năm nay. Đó chính là smartphone giá rẻ Nokia 2. Đây, mình đang có trên tay chiếc hộp của Nokia 2. Các bạn có thể thấy chiếc hộp khá là nhỏ gọn nếu như mà chúng ta so sánh với hộp của Nokia 8, flagship của Nokia trong năm nay. Đó, và chiếc Nokia 8 đây. Thì đầu tiên, cái vẻ ngoài chiếc hộp này đã nói rõ rằng nó là một sản phẩm giá rẻ, bởi vì cách đóng hộp nó rất đơn giản, rất rẻ luôn. Đây, có cái seal ở đây, bóc ra sẽ kéo ra là xong. Đó, còn đây là hộp Nokia 8 thì nó sẽ cao cấp hơn chút, chúng ta sẽ nhấc lên đó. Và một điểm thú vị là Nokia 8 thì có 4 tay, trong khi Nokia 2 thì có 2 tay. Đúng ra Nokia 8 thì 8 tay nhỉ. Thôi, bỏ đi, chúng ta sẽ cùng xem là Nokia 2 sẽ có gì. Vâng, đây kiểu là mẹ dắt con đi chơi ấy. Thôi, chúng ta sẽ có một cái seal kiểu băng dính trắng ở đây. Trên hộp thì chúng ta sẽ có những cái thông số cơ bản như là pin 4100 mAh, một cái con số khá là tốt dành cho một chiếc điện thoại giá rẻ. Chạy con chip Qualcomm Snapdragon 212, chúng ta có mạng 4G, có màn hình 5 inch HD. Rồi, camera sau là 80 MP, camera trước là 50 MP. Vâng, và chúng ta sẽ xé này ra và kéo ra. Vâng, ngay lập tức thì chiếc Nokia 2 đã xuất hiện đây rồi. À đây, Nokia 2 for Android TM, kiểu trademark nhỉ. Đúng đấy, TM là viết tắt của trademark, những sản phẩm được bán trên thị trường. Vâng, và cách đóng hộp rất đơn giản. Chúng ta có một cái hộp nhỏ trong bằng chất liệu giấy rất là kiểu rẻ tiền ấy. Sách hướng dẫn bằng tiếng Việt nhé, thông tin về sản phẩm này. Chúng ta có cáp micro USB, có cục sạc. Đây, cục sạc này khá giống những cục sạc Nokia ngày xưa này. Đó, chúng ta có một sản phẩm giá rẻ nhưng mà vẫn có tai nghe tặng kèm. Vâng, đây là tai nghe tặng kèm của Nokia 2. Như vậy là hết rồi, cái hộp chúng ta chẳng còn gì khác nữa. Đó, bây giờ các bạn hãy cùng mình sờ qua chiếc Nokia 2 này như thế nào. Đầu tiên là về thiết kế nó, chúng ta sẽ có một thân hình khá là nhỏ gọn với màn hình 5 inch độ phân giải HD. Rất đơn giản, thiết kế cực kỳ đơn giản luôn. Đó, mặt trước đen hoàn toàn và kính sát viền. Kính này không phải là kính 2.5D. Đây là kính phẳng hoàn toàn. Đó, nó sẽ phẳng ra đến viền luôn. Và cái phần tiếp giáp giữa kính và cạnh viền rất là mượt và rất là nhỏ, gần như không có kẽ hở. Mặc dù là một sản phẩm giá rẻ nhưng mà mình thấy là hoàn thiện như thế này khá là tốt. Chúng ta không có khe SIM bởi vì là máy này có nắp lưng, không có khe SIM rời. Cho nên là nếu muốn lắp SIM thì các bạn sẽ phải tháo nó ra, cái nắp lưng này bằng nhựa. Như vậy thì khỏi cần giới thiệu, các bạn biết máy này không phải nguyên khối đúng không ạ? Chúng ta có phần khung kim loại ở đây nhưng mà không phải là nguyên khối. Chúng ta có thể tháo được nắp lưng nhưng mà không thể tháo được pin, bởi vì viên pin sẽ nằm ở bên dưới cái miếng kim loại bảo vệ như thế này. Muốn tháo ra chúng ta sẽ phải tháo rất nhiều con ốc. Ở đây chúng ta có một khe SIM và khe thẻ nhớ nhỏ hơn ở trên. Bên này có một khe SIM nữa. Như vậy là chúng ta có hai khe SIM. Vâng. Loa ngoài của Nokia 2 thì được đặt ở góc dưới này. Đó. Logo của Nokia 2 thì vẫn đặt nằm ngang giống như là trên Nokia 8, cao cấp hơn. Chúng ta có cụm camera ở đây là camera đơn, không có chống rung quang học, với đèn flash một tông màu. Ở trên đỉnh máy là chúng ta sẽ có một cái cổng tai nghe 3.5 và mic chống ồn. Đó, chúng ta sẽ có hai cái giải anten ở đây. Mình không hiểu tại sao phải làm hai giải anten trong khi mà chúng ta có một thiết bị vỏ nhựa. Ở dưới đáy cũng như vậy. Và dưới cùng chúng ta có cổng micro USB cùng mic thoại. Bên cạnh phải của Nokia 2 sẽ là nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn. Cạnh trái sẽ hoàn toàn không có gì hết. Đó, như vậy là về ngoại hình tổng thể của Nokia 2 rất là đơn giản. Và cái cảm giác cầm nắm của nó rất tuyệt vời. Máy nó không quá mỏng như là Nokia 8, nhưng bù lại thì cái độ gọn gàng của nó thì rất tuyệt vời. Đó, đây các bạn có thể thấy cái phần lưng của nó cũng được làm cong cong, vát cong cong gần giống Nokia 8 nhé. Cho nên là cái cảm giác cầm nắm rất là tốt. Ngoài ra thì cái phần viền này viền kim loại, nhưng mà không sử dụng những cái đường diamond cắt thời thượng hay là những cái gì nó quá sang trọng cả. Mọi thứ rất đơn giản, simple. Và cái màn hình cũng vậy, đây điểm mà mình rất thích ở sản phẩm Nokia 2 này. Ngay khi bật máy lên chúng ta sẽ thấy logo Android. Vâng, như vậy là mình đã khởi động được vào bên trong của chiếc Nokia 2. Và các bạn có thể thấy là bên dưới này chúng ta không có phím điều hướng Android. Mặc dù cái phần viền màn hình dưới này rất là dày, từ màn hình cho đến phần cạnh đáy.
và chúng ta sẽ bắt buộc phải sử dụng cái nút cảm ứng bên trong màn hình. Đó. Có vẻ như đây là một cái cách mà để Nokia họ tiết kiệm một phần chi phí cho cái phần điều hướng dưới này. Họ đưa luôn cái cảm ứng vào bên trong màn hình. Và màn hình của Nokia 2 sẽ có độ phân giải là HD720. Camera trước chúng ta có độ phân giải 5 megapixel, còn camera sau là 8 megapixel. Và camera này chỉ cho phép chúng ta quay video độ phân giải HD mà thôi. Bởi vì là thật sự thì con chip 212 của Qualcomm Snapdragon nó cũng không mạnh cho lắm. Nhưng bù lại chúng ta sẽ có một thiết bị với màn hình 5 inch đủ lớn và đủ nét để chúng ta có thể sử dụng hàng ngày, cũng như là một viên pin 4100mAh cùng con chip tiết kiệm điện năng. Như vậy là rất phù hợp với cái phân khúc giá rẻ mà nó đang hướng tới. Những người muốn sử dụng một thiết bị nó đơn giản, kiểu như là làm máy phụ hay là máy nghe gọi chính chẳng hạn, chúng ta không cần quá nhiều sức mạnh trên nó, chỉ cần nghe gọi được và có một thời lượng pin đảm bảo chúng ta có thể sử dụng lâu dài và ổn định. Đó là những cái cảm nhận về Nokia 2. Ngoài ra thì mình cũng rất thích thiết kế của chiếc điện thoại này, bởi vì cái sự đơn giản mà nó mang lại. Chúng ta có một mặt kính trước đen hoàn toàn, không cần phải quá thời thượng, nó rất đơn giản. Và đó là Nokia 2 mà chúng ta mở hộp ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Liệu rằng với cái mức giá hơn 2 triệu đồng một chút thôi thì các bạn có mua Nokia 2 về cho người nhà sử dụng hay không? Ví dụ tặng ông bà bố mẹ, hoặc là chính các bạn sẽ sử dụng làm một chiếc máy phụ chẳng hạn. Đó, hãy chia sẻ với Techmark bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.